Tối cường hệ thống chương 608, đấm một phát chết luôn. Huống hồ, thực lực song phương cách nhau quá xa, nếu như kỳ tích không xuất hiện, căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. a à, buồn ngủ quá, các con mau nuốt võ đế tông nhanh đi, rồi về ngủ nào. Chấn quân vương ngáp một cái, không để võ đế tông vào mắt, sau đó vung tay ra hiệu, ngàn vạn đại quân cổ tộc giống như châu chấu, khí thế ngập trời lao vào võ đế tông. Vân tông chủ, đối thủ của ngươi chính là ta, có điều ta chân thành khuyên ngươi một câu, suy nghĩ kỹ đi, một khi võ đế tông bị diệt, người chết đầu tiên chính là ngươi. Chấn quân vương cười lạnh. Mà hiện tại, tất cả người của võ đế tông thấy đại quân cổ tộc cuồn cuộn kéo đến, người nào người nấy đều trợn tròn mắt, giờ bọn họ đã bị bao vây, cho dù có mọc thêm cánh cũng không thể thoát. Sau đó vang lên âm thanh dữ tợn rít gào của các binh sĩ cổ tộc. Giết sạch những sinh linh này. Nuốt bọn họ bọn họ ăn rất ngon. Những thống lĩnh đang ẩn nấp trong đại quân cổ tộc, như quỷ mị, chuẩn bị đánh lén bất cứ lúc nào. Vân tông chủ, không nghĩ đến ngươi cũng ở đây. Vừa lúc đó, hư không rung lên, một đạo thanh âm mạnh mẽ truyền xuống. Làm chấn quân vương đang chuẩn bị động thủ liền thu tay lại, đứng im tại chỗ. Vân tông chủ nghe được thanh âm này, đầu lông mày vẫn lên, hơi nghi hoặc một chút, nhưng khi nhìn thấy người tới thì vô cùng vui mừng. Lâm phàm Vân Tông Chủ đã lâu không gặp, ngẫm lại đã ba năm rồi. Lâm Phàm cười nói. Làm sao ngươi biết nơi này? Vân Tông Chủ nghi ngờ hỏi. Làm sao, chẳng nhẽ ở đây chỉ cho phép Vân Tông Chủ ngươi đến giúp đỡ, còn ta thì không được. Lâm Phàm đáp. Ha ha. Vân Tông Chủ nghe thế nhất thời cười to, quên mất cả tình cảnh bây giờ. Lúc Tông Chủ và các trưởng lão nhìn thấy người đến, trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút, không biết người này rốt cuộc là ai, thế nhưng khi nhìn kỹ lại, thì đột nhiên nhớ đến một người. Nghe đồn nhân tộc kia có giao tình rất tốt tông chủ. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng trong tông môn lại nghe rất nhiều. Nguyên bản, bọn họ không tin tưởng, tông chủ là nhân vật nào, sao có khả năng làm ra chuyện như vậy. Thế nhưng dần dần, bọn họ cũng tin chuyện này. Bởi vì trong khoảng thời gian 3 năm này tiếp theo, người tông chủ nhắc nhiều nhất chỉ có một người, chính là lâm phàm này không chỉ tông chủ thường xuyên đề cập ngay cả mộng hằng thiên trưởng lão cũng luôn miệng nhắc tới có một lần tông môn mở tiệc rượu mộng hằng thiên trưởng lão uống quá nhiều cho nên mới nói ra mấy câu sợ hãi như vậy ai không biết tiểu tử lâm phàm kia đi đâu rồi lúc trước hắn cùng ta theo tông chủ làm chuyện đó thoải mái như vậy hiện tại có chút hoài niệm mộng hằng thiên vừa nói xong tất cả mọi người đều trợn tròn mắt Bất quá bọn hắn cũng không vạch trần, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một căn bệnh. Bởi vậy các trưởng lão trong tông môn không ngừng mang nữ tử trở về, với hy vọng tông chủ cùng trưởng lão mộng hàng thiên có thể chữa khỏi bệnh này. Võ Hà nhìn người đến, vốn cho rằng vị đại năng giả nào đó, nhưng khi thấy một người thanh niên xuất hiện, liền thở dài một tiếng. Thời khắc nguy cơ nhất, bất kỳ cái gì cũng được xem thành cứu tinh. Lúc này, các đệ tử võ đế tông vô cùng hoảng sợ, dù sao đối mặt với bầy cổ tộc đông như kiến kia bọn họ sợ hãi là điều dễ hiểu huống hồ bọn họ đã biết cổ tộc hung ác cỡ nào bất quá trong đó có không ít đệ tử sụp sôi chiến đấu bọn họ đều từ hạ giới phi thăng lên đây cho nên bọn họ hiểu được càng lúc nguy hiểm thì càng bùng nổ ra tiềm lực bản thân vân tông chủ lúc này ngươi vẫn còn có tâm tư để nói chuyện phiếm sao chẳng lẽ ngươi buông tay chấn quân vương cười lạnh nói lâm phàm đây là chấn quân vương cùng tề quân vương, lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Tông chủ không biết thực lực hiện tại của Lâm Phàm như thế nào, nhưng hắn biết trong khoảng thời gian 3 năm qua, đủ để tên yêu nghiệt này đạt đến cảnh giới kinh khủng. Đúng rồi, có phải ngươi đã giết chết vân thân của cổ tộc chí cao kiệt? Vân Tông chủ nhẹ giọng hỏi. Lâm Phàm cao chân mày lại, cười một tiếng. Ngươi nói xem. Vậy là đúng rồi. Vân Tông chủ cười nói. Muốn chết, các ngươi không nghe thấy lời của bản quân vương sao? Chấn quân vương thấy đối phương không để ý đến mình, tức giận quá. Hô gọi cái gì, chúng ta không đáp, các ngươi sẽ chết hay sao? Lâm Phàm khó chịu nhìn Chấn quân vương. Ngươi. Chấn quân vương không nghĩ đến, người trước mắt này làm càng như vậy, sau đó cười lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt. Chấn quân vương, vị trước mắt này chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Ngay cả chủ nhân chí cao kiệt của ngươi đều thua thiệt trên tay hắn, ngươi nghĩ ngươi cường đại so với kiệt sao?" Vân Tông chủ lớn tiếng nói. Câu nói này không phải nói cho Chấn Quân Vương nghe, mà nói cho tất cả mọi người nghe. Bởi vì hắn thấy biểu hiện suy sụp của các đệ tử Võ Đế Tông, với tinh thần đó thì sao có khả năng chiến thắng những cổ tộc này. Quả nhiên, những lời của hắn có hiệu quả rất lớn. Ngàn vạn đại quân cổ tộc ngây ngẩn cả người, từng người từng người nhìn về Lâm Phàm uy danh của nhân tộc đại đế đối với binh sĩ cổ tộc như sấm bên tai. Binh sĩ cổ tộc chết trong tay vị đại đế kia không biết bao nhiêu người, chỉ sợ đếm không xuể. Sau khi nghe xong, sắc mặt tông chủ võ đế tông đại biến, hắn rất tin tưởng những lời của vân tông chủ. Giờ phút này, những đệ tử võ đế tông đang ngơ ngác nhìn bóng người trong hư không, trong lòng tự hỏi, đây chính là nhân tộc đại đế hay sao? Người đã giết chết vân thân của một cường giả tuyệt thế cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người, lâm phàm không khỏi đứng thẳng người lên, khí tức cũng thay đổi, trở nên hờ hững, nhưng trong lòng thì cười nhạt một tiếng. vân tông chủ này thật là, sao lại nói thẳng ra như vậy, làm người ta ngại chết đi được, người ta chưa chuẩn bị tâm lý mà, có điều ca đây lại rất thích, hắn là nhân tộc đại đế, là nhân tộc đại đế giết cổ tộc đến trời long đất nở. a, à, không nghĩ thần tượng của ta lại đến cứu chúng ta. Ha ha, chúng ta không phải chết rồi, có nhân tộc đại đế ở đây, chúng ta còn sợ cái gì? Không sai, chúng ta cùng nhân tộc đại đế kề vai chiến đấu, giết cổ tộc đến người ngã ngựa đổ. Lâm Phàm nghe những tiếng hoang hô này, có chút ngượng ngùng. Mà Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm cũng cười nhạt một tiếng, ba năm không thấy, hắn phát hiện tiểu tử này lại thành thục không ít, dù đối mặt với tiếng hoang hô như vậy, lại có thể trấn định, đúng là không tệ, không tệ lâm phàm phất tay ra hiệu mọi người im lặng dù sao vào lúc này tâm tình mọi người đang phấn chấn nhất chỉ cần hắn khích lệ một phen những đệ tử kia có thể gạt bỏ sự sợ hãi trong lòng dũng cảm đối đầu với cổ tộc các huynh đệ hôm nay những ai không phục chúng ta liền đánh kẻ đó xem ai sợ ai chúng ta nhất định phải đánh đám cổ tộc này chui vào trong bụng mẹ đánh bọn họ đến cả cha mẹ cũng không nhận ra lâm phàm phấn khởi không ngớt được không phục thì đánh. Vân Tông chủ nhìn Lâm Phàm, thở dài bất đắc dĩ một, hai do hắn suy nghĩ quá nhiều rồi. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm chỉ tay về phía trước, hỏi các đệ tử võ đế tông. Nói cho ta biết, nơi đó có gì? Nơi đó có uy quân vương của cổ tộc. Đệ tử võ đế tông không biết thần tượng muốn làm gì, nhưng vẫn thành thật trả lời. Sai rồi, nơi đó rõ ràng không có người, chỉ có không khí mà thôi. Lâm Phàm nói, A, à, tất cả ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Rõ ràng nơi đó có uy quân vương của cổ tộc mà. Sau đó, một trận tiếng nổ vang lên, làm tất cả bọn họ ngẩng đầu nhìn về phương xa. Một màn xảy ra khiến toàn trường kinh sợ. Uy quân vương bị một quyền của nhân tộc đại đế đánh thành mảnh vụn. Nói cho ta biết, bây giờ ở đó có gì? Lâm Phàm thổi thổi quyền đầu, quả nhiên đấm một phát chết luôn. Hắn ta thật sự quá yếu tất cả mọi người trong võ đế tông quên cả thở vào đúng lúc này cũng hoàn toàn bạo phát có không khí không sai ánh mắt của mọi người rất tốt bây giờ mọi người chuẩn bị theo ta đi cướp tài sản của bọn chúng hiện tại cảm xúc mãnh liệt của lâm phàm bắn ra bốn phía dù sao nhiều cổ tộc như vậy làm hắn rất hưng phấn cướp tài sản của bọn chúng theo chân nhân tộc đại đế đánh cổ tộc lâm phàm kiềm chế một chút kiềm chế một chút giờ khắc này đám người vân tông chủ hoàn toàn trợn tròn mắt không biết cái tiếp tấu gì đây hơn nữa cả tề quân vương cùng chấn quân vương cũng ngây ngẩn cả người tên điên này từ nơi nào xuất hiện vậy vừa lúc đó một tiếng nổ vang rền truyền đến không nghĩ đến là ngươi bên trong thanh âm tràn đầy sự phẫn nộ lâm phàm vừa nhấc đầu nhìn về phía hư không không khỏi hơi nghi hoặc một chút hai người này là ai a à, có vẻ như không quá nhận thức a à. Ken, chúc mừng ký chủ đã giết được Uy Quân Vương tu vi thần thiên vị tầng 7 vạn pháp quy nhất. Ken, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tăng thêm 650.000. Uy Quân Vương này quá yếu, chẳng thêm được nhiêu cả. Ban đầu, Lâm Phàm không thèm nhìn Uy Quân Vương, bởi vì tiên thiên động thiên được hắn biến ảo ra 13 loại sinh linh, pháp lực của bản thân hắn đã nhảy đến trình độ kinh khủng. Còn về phần mạnh như thế nào, Lâm Phàm cũng không rõ. Thế nhưng việc giết Uy quân vương là chuyện rất dễ dàng. Bất kể nói thế nào, tu vi của mình cũng chỉ ở mức thần thiên vị tầng 5, mà trong nháy mắt giết được Uy quân vương, chí ít có vài điều khác biệt chứ. Sau khi giết chết Uy quân vương xong, Lâm Phàm mới phát hiện, Uy quân vương này trông thì được nhưng không dùng được, ngoại trừ thực lực của hắn đạt đến thần thiên vị tầng 7, còn những thứ khác thì chả ra gì. Động thiên đụng vào liền vỡ, pháp tắc căn bản không có. Quá yếu thật sự quá yếu. Bất quá đối với đám người võ đế tông, cảnh tượng này thật không thể tin được. Quy quân vương thế mà bị một quyền đánh chết. Cũng trâu quá đi. Nhân tộc đại đế quả không hổ danh, thực lực mạnh mẽ vô cùng, có hắn ở đây, những cổ tộc này còn dám làm càng. Còn tề quân vương và chấn quân vương, việc uy quân vương bị một quyền đánh nát nằm ngoài sức tưởng tượng của bọn hắn, tuy uy quân vương được chí cao đại nhân mạnh mẽ tăng cường lực lượng, thế nhưng thực lực không thể xem thường dù bọn họ muốn thuấn sát là chuyện không thể nào mà tên nhân tộc này chỉ hời hợt ra tay là có thể giết chết hắn trong nháy mắt biểu tình bọn họ ngốc trệ điều này làm hai người phải cảnh giác ngay từ đầu bọn họ cho tên này chỉ là dung dế không nghĩ đến dung dế này lại mạnh như vậy vào lúc này hư không xuất hiện hai vết nứt tất cả mọi người nhìn qua bọn họ không biết ai lại đến vào lúc này các ngươi là ai ta biết các ngươi sao lâm phàm bọn người trong hư không nghi ngờ hỏi hai người này tu vi không yếu cũng ngang ngửa với đám người tề quân vương nhưng từ khí tức lâm phàm cảm giác được hai người này còn khủng bố hơn tề quân vương đó là tà minh điện chủ và hồ hoàng vân tông chủ nhìn thấy hai người kia sắc mặt biến đổi không khỏi ngưng trọng hai người này đều là hạng người hung uy tuyệt thế trong cổ thánh giới thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng là ngươi đã giết con gái của ta. Hồ Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, lửa giận bùng phát. Mặc dù con gái của hắn nhiều đếm không xuể, mất một đứa cũng chẳng sao, nhưng cái tên nhân tộc này lại không để hắn vào mắt, điều này đối với Hồ Hoàng thì không thể tha thứ được. Ta giết con gái ngươi. Con gái ngươi ai vậy? Lâm Phàm ngây ngẩn cả người, bản thân mình giết người nhiều như vậy, làm sao biết con gái của hắn là ai? À, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là phụ thân của con tiểu hồ ly kia dùng thần thức tỏ vẻ tinh tướng trước mặt ta rồi cuối cùng thất bại thảm hại quay trở về lúc này lâm phàm đã nhớ ra người này không phải phụ thân của bạch linh sao đã hơn ba năm rồi không ngờ lão già này còn nhớ trong lòng quả nhiên lòng dạ hẹp hòi làm càng hồ hoàng thấy người trước mắt này dám làm càng không khỏi biến sắc hoàng uy cuồn cuộn như chúa tể của sinh linh trong thiên hạ chờ đã đừng nóng vội. Lâm Phàm xua tay ngăn lại, sau đó nhìn về phía tên còn lại. Còn ngươi, ta thật không nhận ra, bất quá nhìn ánh mắt của ngươi, giống như có thâm cừu đại hận với ta vậy, nói một chút đi, lại xảy ra chuyện gì? Nhân tộc đại đế Lâm Phàm, ngươi hại con trai ta bị trí cao giết chết, chẳng lẽ ngươi muốn giả ngu? Tà Minh Điện chủ tức giận nói. Hồng hắn xem lại màn ánh sáng ngày đó, nhìn thấy con trai của mình bị tên nhân tộc đại đế này bẫy chết, Tuy rằng con trai hắn bị cổ tộc Chí Cao giết, nhưng cái tên nhân tộc này chính là đầu sỏ, cộng với việc hắn đánh không lại cổ tộc Chí Cao, cho nên tất cả thù hận đều dồn hết lên người Lâm Phàm. A, à, ta nhớ ra rồi, thì ra con trai ngươi là cái tên Tà Minh Thái tử Tinh Tướng kia, có điều hắn chết có chút thảm, trực tiếp bị Chí Cao phân thân nuốt chửng. Ta biết trong lòng ngươi rất đau, nhưng ta mong ngươi bớt đau buồn. Lâm Phàm rung rung vai, bất đắc dĩ nói. Không nghĩ đến Lần này có nhiều người tìm mình báo thù như vậy. Hắn hết chỗ nói rồi. Hắn không nghĩ mình có nhiều kẻ thù như vậy. Ở hạ giới, mình đắc tội nam vô thánh đế, nếu bây giờ hắn cũng tới, vậy thì đủ bộ. Ngươi ngậm miệng lại cho ta. Tà Minh Điện chủ tức giận quát, sau đó ánh mắt ngưng lại. Lần này ta xuất hiện là để giết ngươi, cho ngươi biết kết cục của việc giết con trai yêu quý của ta. Ai, hóa ra muốn giết ta có điều các ngươi chắc phải vào hàng đợi rồi hai vị quân vương này cũng muốn giết ta lâm phàm không kiên kỵ tí nào bởi vì hắn có lá bài tẩy tuy có thêm tà minh điện chủ cùng hồ hoàng sẽ vướng tay vướng chân một chút nhưng ngẫm lại lá bài tẩy của mình lâm phàm không sợ ai biết làm sao bây giờ người ta không phục thì đánh đến khi nào phục thì thôi tề quân vương chấn quân vương chúng ta liên thủ giết hắn tà minh điện chủ tức giận nhìn lâm phàm sau đó nhìn về hai đại quân vương của cổ tộc. Sau khi hai đại quân vương của cổ tộc thấy thực lực của nhân tộc đại đế, trong lòng có chút nghiêm nghị, không nghĩ cái tên nửa đường xuất hiện này lại mạnh như vậy. Nhưng giờ khắc này, nghe lời đề nghị của tà minh điện chủ không khỏi nở nụ cười. Tốt, tốt, liên thủ thì liên thủ, tà minh ngươi giao dịch với cổ tộc không biết bao nhiêu lần, có thể xem là bạn. Chấn quân vương cười lớn. Hồ hoàng ngươi thì sao? Tà Minh điện chủ nhìn Hồ Hoàng. Hồ Hoàng trầm mặc một hồi, cuối cùng hai con mắt trợn mở. "Tốt, vậy thì Liên Thủ, chúng ta diệt Võ Đế tông trước." Đối với Hồ Hoàng mà nói, nếu như không Liên Thủ, sẽ không báo được thù, nhưng nếu như Liên Thủ, sẽ là một cổ thực lực khủng bố, khi đó nhân tộc đại đế này nhất định phải chết. "Tà Minh điện chủ, Hồ Hoàng, các ngươi đều là người của Đại Thiên chủng tộc, sao lại đi giúp cổ tộc?" Vân Tông chủ bước lên phía trước, phẫn nộ quát. Hắn không ngờ rằng hai tên này lại liên thủ với cổ tộc. Vậy thì, chuyện này khó giải quyết rồi. Thực lực của tà minh điện chủ cùng hồ hoàng không yếu so với hắn, nếu như liều chết, thì bọn hắn còn mạnh hơn một chút. Tuy rằng thực lực của lâm phàm mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự liên thủ của bốn người, chỉ sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vân lão đầu, ngươi đừng có đứng đó nói nhảm, tà minh ta làm việc còn chưa tới phi ngươi thuyết giáo. Tà Minh Điện chủ lạnh lùng nói. Lúc đầu, các đệ tử võ đế tông còn chìm đắm trong hưng phấn, thế nhưng giờ này lại phát sinh tình huống khác thường. Bọn họ ngưng trọng đứng lên. Lại có hai cường giả gia nhập, nhưng mà hai người này không phải người của bọn họ, mà liên thủ với cổ tộc, tình huống không tốt tí nào. Các ngươi chính là sĩ nhục của đại thiên thế giới. Vân Tông chủ kinh thường tức giận nói. Ha ha! Nhiều lời vô ích, nhân tộc đại đế, chúng ta biết ngươi rất mạnh nhưng ta muốn xem thử ngươi làm sao bảo vệ được bầy kiến cỏ này ánh mắt tà minh điện chủ chăm chú nhìn mọi người phía sau lâm phàm khi đám người võ đế tông nghe được lời này sắc mặt đại biến ai nấy đều bất an thật không ngờ tà minh điện chủ lại vô liêm sĩ như vậy hắn muốn trực tiếp cường sát võ đế tông sắc mặt những trưởng lão được vân tông chủ mang đến biến đổi nếu như ba người tề quân vương chấn quân vương Hồ Hoàng cuốn lấy nhân tộc đại đế cùng tông chủ, sao bọn họ chống đỡ được tà minh điện chủ? Huống hồ, trong ngàn vạn đại quân cổ tộc có vô số thống lĩnh, mà những thống lĩnh có tu vi thần thiên vị tầng 5, tầng 6 lại không ít. Mặc dù Võ Đế Tông là một tông môn, nhưng người có tu vi cao thâm không có nhiều. Đến khi đó, coi như đám người nhân tộc đại đế sống sót, thì Võ Đế Tông cũng không còn tồn tại nữa rồi. Đúng là đồ không biết xấu hổ. Vào lúc này, trong lòng mọi người giận dữ không nghĩ tới tà minh điện chủ lại không biết xấu hổ tà minh điện chủ đây là cuộc chiến giữa chúng ta không liên quan tới bọn họ chẳng nhẽ ngươi không cần thể diện nữa sao lại ra tay với những đệ tử bình thường của võ đế tông vân tông chủ lạnh lùng nói trong lòng vô cùng phẫn nộ tà minh điện chủ cũng là cường giả một phương nhưng không ngờ hắn lại hèn hạ vô sĩ như vậy ha ha vân lão đầu ngươi đừng áp đặt đại nghĩa lên đầu ta trước giờ người tà minh làm việc luôn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc các ngươi muốn giúp võ đế tông vậy thì phải xem các ngươi có bản lãnh hay không tà minh điện chủ đã không thể dừng tay hắn phải giết tất cả người của võ đế tông cho tên nhân tộc đại đế nhìn thấy ngươi muốn cứu bọn họ bản điện chủ phải giết họ sắc mặt tông chủ võ đế tông võ hà cực kỳ khó coi hắn không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển thế này hai đại quân vương đã khó đối phó rồi giờ lại đến thêm hai cường giả nữa một người tà minh điện chủ người còn lại là hồ hoàng mà hai cường giả này nổi danh đã lâu rất khó đối phó càng không nói đến hàng ngàn hàng vạn cổ tộc kia coi như bọn họ không động thủ mà tiêu hao chiến thì chỉ bằng ngàn vạn cổ tộc này cũng đủ diệt sạch võ đế tông tà minh điện chủ lần này ta mang đến ngàn vạn binh lính cổ tộc cho dù có nhiều cường giả hơn nữa cũng không có tác dụng gì Hôm nay võ đế tông nhất định phải tiêu vong, còn sót lại mấy người bọn họ thì có ích lợi gì?" Tề Quân Vương nói. Tuy rằng cái chết của Uy Quân Vương khiến hắn khiếp sợ, nhưng trong chớp mắt, nỗi sợ đó tan thành mây khói. Dù sao cũng chết một người không quá quan trọng mà thôi. Lâm Phàm ngươi có thể ngăn cản mấy người." Vân Tông chủ đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhẹ giọng dò hỏi. Tình huống trước mắt vô cùng bất lợi với bọn họ nếu như chỉ có đám người tề quân vương thì không sao nhưng bây giờ có ngàn vạn quân cổ tộc nữa tuy rằng thực lực của những cổ tộc này không mạnh bằng bọn họ thế nhưng đối với đệ tử võ đế tông mà nói đám cổ tộc này là tồn tại vô địch đại quân cổ tộc nhiều đến nỗi đủ hủy diệt tất cả dù là hắn gặp phải ngàn vạn cổ tộc thế này có thể giết chết không ít nhưng kết quả cuối vẫn là bại lui ngăn cản mấy người đương nhiên là ngăn hết rồi lâm phàm lạnh nhạt nói a à, vân tông chủ không biết lâm phàm có ý gì ngăn cản toàn bộ mặc dù có tâm này nhưng xem có thực lực đó hay không đã lâm phàm thấy vân tông chủ không tin bất đắc dĩ cười cười không thèm để ý đợi lát nữa hắn sẽ biết những lời mình nói là thật hay giả nuốt toàn bộ những tên này cho ta hôm nay bằng mọi giá phải sang bằng võ đế tông chấn quân vương vung tay lên đại quân cổ tộc trục trịch, từng người từng người cười gằn. Đối với bọn họ mà nói, sói nhiều thịt ít, nếu ra tay chậm thì sẽ không được chia. Tà Minh Điện Chủ, Hồ Hoàng, các ngươi giết tên nhân tộc đại đế này, ta cùng tề quân vương chém giết vân lão đầu. Chấn quân vương quát ầm lên. Ha ha, các con ăn hết những tên này cho ta. Tề quân vương cùng tiếu, khí thế vô biên đột nhiên bạo phát ra. Luồng hơi thở này cùng bạo không thôi, bao phủ thiên địa chờ đã vừa lúc đó lâm phàm trực tiếp giận dữ hét lên các ngươi bị bệnh à có chắc ăn được chúng ta không vào lúc này lâm phàm rất không phục chẳng lẽ đám cổ tộc này không có não cậy mình có nhiều người là có thể làm càng sao nhân tộc đại đế ngươi còn lời gì muốn nói chẳng lẽ sợ rồi sao bất quá hôm nay kết quả của ngươi đã định trước đó chính là chết ở chỗ này chấn quân vương dẻo cực cười con mẹ nó sợ cái đầu ngươi ý, tốt, rất tốt, các ngươi nhiều người, các ngươi trâu bò, thế nhưng hôm nay bản đế muốn nhìn một chút, thực lực của người nào mạnh hơn, đều đi ra cho ta. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Đúng là kinh người quá đáng, thật sự coi ta là kẻ dễ bị bắt nạt sao. Vân Tông Chủ không biết Lâm Phàm muốn làm gì. Nhưng mà trong chớp mắt, hắn trợn tròn mắt. Lúc này, mọi người trong võ đế tông đã làm xong công tác chuẩn bị chiến đấu, tuy trong lòng bọn họ còn sợ hãi thế nhưng trong chớp mắt người nào người nấy dâng lên dũng khí vô hạn bọn họ muốn liều mạng với đám cổ tộc này vừa lúc đó hư không nổ vang từng đạo từng đạo hào quang bay lên chiếu thẳng làm mắt mọi người có chút đau nhức. càng khôn lão tổ đi ra cho ta vũ đô quỷ đế đi ra cho ta vạn cổ thần hỏa đế đi ra cho ta sắc lục đại đế đi ra cho ta trong chớp mắt mỗi lần lâm phàm gào thép hào quang chiếu rọi đầy trời âm dương chuyển đổi một bộ thái cực ma đồ đột nhiên bay lên một cổ khí tức cường đại chiếu khắp thiên địa thật mạnh hơi thở này thật sự quá mạnh mẽ trong chớp mắt càng không lão tổ đi ra làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt bọn họ cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể địch nổi phả vào mặt nguồn sức mạnh cường đại này mạnh đến nỗi bọn họ không thể thừa nhận cũng không lâu lắm lại xảy ra một màn khiến bọn họ khiếp sợ. Lại có một cổ hơi thở bạo phát ra. Lùng hơi thở này cực kỳ âm u, sau đó có vô số quỷ thần xuất hiện đầy trời, liên tục gào thét, tạo thành một vệt đen che ngợp bầu trời, mà bên trong hắc mang kia, đang tồn tại một nhân vật khủng bố. Theo sát phía sau, lại có một cổ hơi thở nữa. Biển lửa bốc lên, đốt cháy vạn cổ, thiên địa đều bị đốt thành màu đỏ, phản phất tùy thời có thể hòa tan đây là cái gì? Những khí tức này là ai tản mát ra, sao có khả năng cường đại như vậy? Rốt cuộc nhân tộc đại đế muốn làm cái gì, vì sao lại bùng nổ ra nhiều khí tức cường đại như vậy? Vào đúng lúc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ cảm nhận tám loại hơi thở kia, thấy mình như một con thuyền nhỏ sắp bị sóng biển nhấn chìm, không ngừng đung đưa. Thật mạnh! Vân Tông chủ cảm nhận được tám loại khí tức này, không khỏi ngưng trọng, đồng thời càng thêm tò mò nhìn Lâm Phàm, hắn không biết Lâm Phàm dùng biện pháp gì. Sắc mặt của đám người tề quân vương đồng loạt biến đổi, bọn họ cũng cảm nhận được những cổ khí tức cường đại. Bọn họ biết mình không có khả năng chống đỡ được luồng hơi thở này. Tà Minh Điện chủ cùng Hồ Hoàng nhìn nhau, bên trong ánh mắt của hai người đều lóe lên tia hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ đến nhân tộc đại đế còn có ác chủ bài. Ban đầu bản đế vốn không muốn bắt nạt các ngươi, nhưng mà các ngươi lại khinh người quá đáng hôm nay bản đế lấy thế đè người chơi đùa chết các ngươi ầm ầm thiên địa lôi đình lấp lóe trong chớp mắt tám bóng người đột nhiên xuất hiện trong hư không sau đó bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô chủ nhân lâm phàm lạnh nhạt gật đầu biểu hiện rất bình tĩnh bác đại chí cao này nói thế nào thì đều là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị tuy bị hành hạ vạn năm trong cơ thể cổ tộc chí cao thực lực mất đi rất nhiều nhưng cảnh giới vĩnh hằng thần vị vẫn còn. Lạc đà gầy yếu còn hơn ngựa, giết những người này không thành vấn đề. Lâm Phàm cũng có chút để ý mấy ông này, vứt vào động thiên ngoại trừ để bọn họ ngày đêm ngưng luyện, thánh dương đang càng để bọn họ tu bổ căn cơ. Lôi đình điều giáo Pháp Vương đúng là nhân tài dạy dỗ. Không chỉ có thể khiến bọn họ phục tùng mệnh lệnh của mình mà còn có thể cải thiện thiên tư và ngộ tính của họ nữa, như vậy dù trở thành phế nhân cũng có thể đưa bọn họ đến đỉnh cao lần thứ hai. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đần độn nhìn Lâm Phàm, đám người võ đế tông mặc dù không biết tám người này rốt cuộc là ai, nhưng chỉ cần dựa vào khí tức của họ là biết tám người bí ẩn này, vô cùng mạnh. Vân Tông chủ có tu vi thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, tầm mắt hắn hiểu biết hơn người thường rất nhiều nên có thể cảm nhận được tám người này khủng bố cỡ nào. Vĩnh Hằng thần vị, không ổn. Vân Tông chủ trợn tròn mắt, hắn không biết Lâm Phàm kiếm đâu ra được các vị này. Tám người này từng có khoảng thời gian tự do, đều là hạng người lòng dạ độc ác, chuyên giết người cướp bảo, không chuyện ác nào không làm, cho nên ẩn nút vô cùng tốt, bởi vậy cổ thánh giới chẳng có bao nhiêu người biết lai lịch của bọn họ. Sau đó bị cổ tộc chí cao trấn áp triệt để, từ đó liền biến mất khỏi cổ thánh giới không thấy xuất hiện nữa. Dù có biết những người kia thì cũng dần đi vào quên lãng. Sao có thể? chấn quân vương nhìn tám người trước mắt không khỏi trở nên ngốc trệ khí tức của tám người này cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được hồ hoàng và tà minh điện chủ liếc mắt nhìn nhau trong lòng bọn họ sợ hãi tận cùng lâm phàm và vân tông chủ tuy mạnh nhưng không khiến bọn họ có cảm giác sợ hãi tám người này không biết từ đâu xuất hiện khí tức người này so với người kia càng khủng bố hơn hiển nhiên là thực lực cao thâm không thể địch lại đánh thắng được thì đánh đánh không thắng thì chạy Đối với hạng người nham hiểm như Hồ Hoàng và Tạ Minh Điện Chủ mà nói, đây chính là đạo lý sinh tồn. Tuân theo đạo lý sinh tồn này nên một đường hát vang, một bước đến đỉnh cao. Giờ hai người rất muốn chạy trốn, bác đại chí cao này thật sự rất quỷ dị, chuyện không nắm chắc bọn họ sẽ không làm. Phong tỏa thiên địa cho ta, các ngươi chơi đùa tới chết toàn bộ đại quân cổ tộc này, không thành vấn đề chứ. Lâm Phàm nói. Không thành vấn đề, chủ nhân tám vị cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị nếu như ngay cả đám dung dế này cũng không xử lý được, thì thật sự sống ổn rồi. Dung dế chính là dung dế, dù số lượng có nhiều hơn nữa thì chỉ tốn thêm tí thời gian mà thôi, đối với cường giả chân chính mà nói, nghiền ép triệt để, chẳng có chút khó khăn nào. Vân Tông Chủ, những người này cứ giao cho ta. Lâm Phàm đã lâu không có chân chính chiến đấu. Tề quân vương, chấn quân vương, hồ hoàng, Tà minh điện chủ đều là cường giả thế hệ trước, Lâm Phàm cũng muốn thử thực lực của mình một chút. Lâm Phàm, ngươi định chiến đấu một mình. Vân tông chủ có chút không dám tin hỏi, thực lực bốn người này không hề kém, dù là hắn cũng không dám chắc có thể thoát được từ tay bọn họ. Ha, chẳng lẽ ngươi quên cơ thể ta như thế nào rồi sao? Lâm Phàm cười nói. Cũng đúng. Vân tông chủ tỉnh ngộ, Cường độ thân thể của Lâm Phàm đã đạt đến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, mấy tên này có thể tổn thương hắn không là chuyện khó nói. Hồ Hoàng và Tà Minh điện chủ ban đầu muốn chạy trốn, nhưng giờ phát hiện thiên địa đã bị những người này phong tỏa, muốn chạy cũng không được. Bác đại chí cao như bầy sói, xông vào đại quân của cổ tộc. Đối với cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị mà nói, bọn này như những con gà đang chờ bị làm thịt mà thôi. Bốn người các ngươi tới đây đi hôm nay một mình ta sẽ làm gỏi bọn ngươi. Lâm Phàm vẫy vẫy tay, trong giọng nói nồng đậm sự khiêu khích. Nhân tộc đại đế, ngươi đây tự mình đi tìm chết. Chấn quân vương nổi giận, hắn không nghĩ đến tên lại lớn lối như thế. Ai chết trong tay ai còn chưa biết, nhớ kỹ, cổ tộc các ngươi tuy hiện tại rất mạnh, nhưng có một ngày các ngươi sẽ cảm giác sự kinh khủng tột cùng giáng xuống. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, không phí lời trực tiếp xông lên. Nhân tộc đại đế, nếu bây giờ ngươi thả chúng ta đi thì chuyện này coi như bỏ qua hồ hoàng nói nằm mơ các ngươi đã đến rồi vậy thì ở lại đây đi hai tay lâm phàm xuất hiện gợn sóng tựa như đang sắp xếp thiên địa đầu tiên là những gợn sóng trong hư không sau đó là nhất chỉ tịch diệt Quy lực thay đổi càng mạnh mẽ hơn chấn quân vương ta uy hiếp thiên hạ kẻ nào dám to gan khiêu khích kẻ đó đều phải chết chấn quân vương biết đối phương không dễ chọc không dám bất cẩn vung ra pháp lực, viên thần đang màu vàng trong cơ thể tỏa ra từng tia từng tia kim quang chói mắt khiếp người. Lâm Phàm, ngươi cẩn thận một chút, đây là thiên địa thần quang. Vân Tông chủ thấy cảnh này, lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV chưa đạt đến cảnh giới thiên địa thần đang nên không biết hiệu dụng của nó, có điều hắn tin tưởng cường độ thân thể của mình nên cũng không sợ. Trong nháy mắt, Lâm Phàm vung ra trăm nghìn quyền, mỗi một quyền đều kinh thiên động địa, khí thế kinh người, mỗi quyền đều hóa thành một vị nhật thần nhỏ bé, những vị nhật thần này gào thét dữ tận, tiểu thế giới trong tay mỗi người không ngừng bị hủy diệt, khí tức tận thế vô biên đánh về phía chấn quân vương. Mạc Nhật Thiên Tai Thần Quyền là một công pháp có sức công phá cực kỳ mạnh mẽ được Lâm Phàm tu luyện đến cảnh giới nhất định, đồng thời dung hợp rất nhiều công pháp, lấy sở trường bù sở đoạn mà triển khai, nên có lực lượng quỷ thần khó lường. Những thiên địa này xuyên thấu tất cả thần quang, giống như một chui kiếm, tất cả đều lao đến đánh vào người lâm phàm đang đang thứ gì vậy chứ lâm phàm lạnh nhạt vỗ ngực một cái không chút để ý cường độ cơ thể ngươi sao mạnh như vậy không thể tin được chấn quân vương muốn sử dụng đại chiêu thiên địa thần quan trên người đối phương vừa muốn đại hỷ nhưng trong chớp mắt lại trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ dựa vào thân thể mà có thể ngăn cản thiên địa thần quan chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi tu vi càng cao, thân thể càng khó tu luyện. Khi tiến vào thần thiên vị tầng 4 bất tử, mỗi một khối huyết nhục đều ẩn chứa pháp lực khổng lồ, muốn rèn luyện thân thể vậy thì phải rèn luyện từng khối huyết nhục đó. Điều này đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, đều là chuyện rất khó khăn. Coi như là trứ danh rèn luyện thân thể như kim cương tộc hay nhân tộc đại đế thì khi tiến vào thần thiên vị tầng 4 về sau, mỗi một lần muốn tăng cường độ thân thể đều phải bỏ ra cái giá vô cùng lớn một nhân tộc nhỏ bé như hắn ta, sao luyện được thân thể như vậy? Các ngươi nhìn cái gì? Còn không mau ra tay. Chấn quân vương phẫn nộ quát. Ngay lúc này, đại quân cổ tộc truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Chấn quân vương khi nhìn qua đại quân thì hai mắt đột nhiên trợn to, khí huyết sôi trào. Ha ha, tất cả hãy trở thành quan hồn của luyện ngục đi. Áo bào của vũ đô quỷ đế bay lượn trên không trung, che kín bầu trời. Mười ngón tay đen nhánh dơ cao trong hư không từng trận từng trận quỷ gào vang vọng mà kèm theo đó chính là một dãy núi đen nhánh trong dãy núi hiện một cánh cửa lớn đen kịp đang từ từ mở ra ở bên trong có vô tận quỷ khí xông ra dường như câu hồn sứ giả quấn chặt cổ tộc a à, quân vương cứu ta cứu ta từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên những cổ tộc bị quỷ khí quấn chặt từng tên từng tên biến thành thây khô không chỉ thần hồn bị tước đoạt ngay cả tinh khí trong cơ thể cũng hút mất. Thủ đoạn thật ác độc. Lâm Phàm phóng tầm mắt, không khỏi nổi da gà một phen. Không hổ là cường giả thiên vị thần tầng 10 vĩnh hằng thần vị, một khi xuất thủ liền bá đạo như thế. Trong nháy mắt, rất nhiều cổ tộc đều bị chết bởi quỷ khí. Vĩnh Hằng thần diễm. Tiếng rít truyền đến, thiên hỏa khắp nơi giống như mưa từ trên trời giáng xuống, lại giống như sao băng hướng về cổ tộc đại quân vạn của thần hỏa đế ánh mắt hờ hững trên áo bào màu đỏ tràn đầy vĩnh hằng chi hỏa vẫy tay một cái biển lửa lập tức giáng lâm bao phủ cổ tộc trong đó bất kể là thiên phu trưởng hay vạn phu trưởng hoặc thống lĩnh đều không thể chống lại biển lửa ngập trời một khi cường giả vĩnh hằng thần vị xuất thủ kinh thiên động địa dù cường giả tầng 8 thiên địa thần đan cũng không cách nào chống đối đệ tử của võ đế tông từng người đều ngồi co quắp dưới đất bọn họ bị dọa xoắn cả quần. Tuy tám cái lão yêu này là nô bộc của nhân tộc đại đế, thế nhưng bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn. Mỗi một lần xuất thủ, cổ tộc tử thương một tảng lớn. Lúc này, ngàn vạn cổ tộc đối với tám người, như những con kiến, tiện tay là có thể đập chết. Nhìn từng tên cổ tộc dữ tợn, thê thảm gầm to, đệ tử võ đế tông sợ hãi vô cùng y, mặc dù không có phát sinh trên người bọn họ, thế nhưng những tiếng kêu thê thảm lại tràn ngập trong nội tâm, để nội tâm bọn họ bắt đầu rung rẩy. Quá kinh khủng, thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn. Đối với cổ tộc làm gì có chuyện tàn nhẫn hay không? Cổ tộc lấy đại thiên tộc ra làm thú vui, bọn họ làm gì còn nhân tính? Nhân tộc đại đế uy vũ, giết sạch những cổ tộc này. Vân tông chủ nhìn thấy thủ đoạn của tám cái lão đầu kia, trong lòng rõ ràng những thủ đoạn kia đều là công pháp tà môn. Lâm phàm thu phục những lão giả này từ nơi nào không biết vân tông chủ nghĩ không thông thế nhưng hắn biết nguy cơ lần này xem như đã vượt qua có tám ông kia ở đây đám người tề quân vương căn bản không phải đối thủ chỉ là nếu giết nhiều cổ tộc như vậy không sợ làm cổ thánh giới thiên ý nổi giận sao nghĩ tới đây vân tông chủ sắc mặt biến đổi lâm phàm cẩn thận cổ thánh giới thiên ý vân tông chủ hô lớn nói khởi nguyên của cổ tộc dù là một truyền thuyết thế nhưng theo vân tông chủ những cổ tộc này chính là sinh mệnh do cổ thánh giới thiên ý dựng dục nếu như diệt sạch ngàn vạn cổ tộc có thể phát sinh chuyện kinh khủng gì không thì không ai biết được nhân tộc đại đế ngươi dừng tay cho ta chấn quân vương giờ khắc này đã nổi giận hắn không nghĩ tới kết quả cuối cùng sẽ như vậy tám lão đầu kia đến cùng có lai lịch thế nào thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ bây giờ đại quân ngàn vạn của cổ tộc căn bản không có bất kỳ sức chống trả nào là đơn phương đồ sát Muốn dừng tay cũng không được, những nô bột này của ta lúc động thủ giống như bị điên vậy, không thể ngừng được. Lâm Phàm nhún vai nói. Động thiên của hắn ở giữa đại đạo không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu tinh khí thần của cổ tộc. Tuy rằng mỗi tên cổ tộc tinh khí thần đều rất ít, nhưng bù ở số lượng. Vũ Đô Quỷ Đế mang đến thần hồn, toàn bộ đều bị Lâm Phàm ném vào 18 tầng địa ngục. Rèn luyện, không ngừng rèn luyện. Động thiên cũng đang không ngừng tăng cường ngươi, tên súc sinh này. Chấn quân vương không nhịn được nữa, gào thét liên tục, đột nhiên đánh về phía lâm phàm. Thanh minh cổ chung, bao phủ vạn vật, trấn nhiếp tinh thần. Đùng, đùng. Vừa lúc đó, từng trận tiếng chuông đột nhiên truyền vào tai lâm phàm. Lúc lâm phàm nghe tiếng chuông này, tâm thần rung lên, phản phất như có gì đó bị tiếng chuông này câu đi. Lâm phàm lập tức vận chuyển động thiên, trấn thủ tâm thần, những tiếng chuông kia khi dung nhập vào động thiên liền bị hóa giải thứ đồ gì vậy lúc này lâm phàm nhìn phía tề quân vương chỉ thấy trong tay hắn cầm một cái cổ chung màu xanh trên đó phù văn dày đặc tản ra từng trận thần quang tuyệt phẩm đạo khí cổ tộc thánh chung lâm phàm vừa nhìn đã biết nhân tộc đại đế hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này tề quân vương chợt quát một tiếng ngón tay búng một cái thánh chung trong tay bột phát ra một ánh hào quang. Đạo hào quang này xông thẳng đến hư không, mênh mông cuồn cuộn của thánh khí, đột nhiên bạo phát ra. Dết! Đã sớm biết, cổ tộc quân vương giàu có vô cùng, nhưng không có nghĩ lại giàu đến mức này, cổ chung này là của bản đế. Lâm Phàm vẫn chưa từng gặp qua bảo bối công kích linh hồn. Trong lòng nổi lên một tia tham lam, nếu như mình chiếm được nó, sau đó luyện chế một chút, nói không chừng lại có thể luyện chế ra một cái bảo bối đáng ngạc nhiên lâm phàm vương tay ra không nhìn công kích của đám người tề quân vương mà chọc tới cổ chung trong hư không hừ muốn đoạt thánh chung xem ngươi có bản lãnh đó không tề quân vương quát một tiếng một quyền đánh đến thiên phủ quốc độ động thiên mà tề quân vương ngưng luyện ra chính là một quốc độ trong đó có vô số sinh linh một quyền đánh trúng tề quân vương vui vẻ nhưng trong chớp mắt lại phát hiện thân thể của Lâm Phàm giống như làm bằng thủy tinh, không ngừng phá nát, nhưng bên trong là một cây thần thụ. Đây là vật gì? Sắc mặt Tề Quân Vương đại biến, trong chớp mắt cả cánh tay đều bị những cành cây rậm rạp chằng chịt quấn quanh. Sau đó bị hút vào. Bên trong động thiên. Các anh em, tất cả đi ra, có con mồi chạy vào nè. Lôi Đình Pháp Vương chờ đợi rất lâu rồi, bỗng nhiên động thiên tinh bích lóe lên. Càng lúc càng hưng phấn trường tiên trong tay phá không mà đi. Làm càng. Tề quân vương đánh ra một chưởng, lại phát hiện mình dĩ nhiên ở bên trong động thiên. Thí chủ, phóng hạ đồ đao cùng bản pháp vương tiến nhập thế giới cực lạc, chịu lôi đình thanh tẩy, từ đây hướng đến một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Lôi đình pháp vương Phật quan hiện ra, hiền hòa nói. Muốn chết. Tề quân vương quát một tiếng, không nghĩ đến tên nhân tộc đại đế kia lại dám đưa hắn vào động thiên, đúng là muốn chết vậy ta sẽ không khách khí. Ai? Lôi đình Pháp Vương thở dài bất đắc dĩ, trong chớp mắt, trời đất trung chuyển, bầu trời trở nên ảm đạm. Từng tiếng gào thét truyền đến từ phương xa. Trồng ngâm hổ gầm, đại bằng dương cánh, các loại sinh linh dũng mãnh bao vây tề quân vương lại. không sinh linh, nhìn chầm chầm tề quân vương. Cành cây của ngô đồng thần thụ từ từ đông đưa, từ dưới đất chui lên, quấn chặt tề quân vương lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Tề Quân Vương kinh hãi. Là Ngô Đồng thần thụ. Lôi Đình Pháp Vương lạnh nhạt nói, sau đó lắc lắc đầu, khoát tay một cái. Động thủ. Lâm Phàm không nghĩ đến động thiên của mình lại phát triển đến mức độ này. Tề Quân Vương bị mình thu vào động thiên, vốn cho rằng muốn thu thập hắn phải phí một chút công sức. Nhưng không nghĩ sự tình đơn giản như vậy. Tề Quân Vương đang tích cực phản kháng, đại khai sát giới. Nhưng đối với những sinh linh trong động thiên mà nói, chỉ cần động thiên còn tồn tại, thì bất tử bất diệt, chết bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh. Mà cành cây ngô đồng thần thụ giống như linh xà, các cao quấn chặt tề quân vương. Thứ hỗn trướng, ngươi rốt cục mang tề quân vương đi đâu rồi? Chấn quân vương rống giận, hắn không nghĩ đến cái tên nhân tộc đại đế này có thủ đoạn lại quỷ dị như vậy. Đừng nóng vội, đợi lát nữa ngươi có thể đoàn tụ với hắn. Lâm Phàm cười một tiếng, bàn tay lớn chọc tới thanh minh cổ chung trong hư không. Thật nặng. Thời điểm chạm vào thanh minh cổ chung, Lâm Phàm cảm nhận được một luồng năng lượng mênh mông truyền đến. Tuyệt phẩm đạo khí quả không hổ danh, khí linh dĩ nhiên biết phản kháng. Thời điểm Lâm Phàm bắt được thanh minh cổ chung, linh điên cùng phản kích. Đạo khí chính là bảo bối, thủ đoạn cường hãn, tuyệt đối không là người bình thường có thể ngăn cản. Nhân tộc đại đế, đừng nghĩ cướp được thanh minh cổ chung, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chấn quân vương tức giận gào thét, đánh ra một chưởng, một chưởng này phát ra một đạo ánh sáng, chém vạn vật, thiên địa như bị cắt đôi. Đây chính là tuyệt kỹ của hắn, thứ nguyên đại thiết cát. Khi thi triển có thể chặt đứt hư không, tất cả thứ nguyên đều có thể bị chém thành hai mảnh. Hồ Hoàng cùng tà minh điện chủ tham lam nhìn thanh minh cổ chung trên hư không, cổ chung tản ra một loại khí tức như chí bảo. Nếu tích lũy đầy đủ, nói không chừng có thể thoát biến thành hạ phẩm chí bảo đó chính là bảo bối của chí cao bất quá vào lúc này hai người đè lại dục vọng trong lòng trước tiên giết chết lâm phàm mới là chính chém chết hắn sau đó mạnh mẽ cướp bảo bối lập tức chạy trốn dù sao uy thế của tám lão đầu kia gây cho bọn họ áp lực vô cùng lớn đến bây giờ bọn họ vẫn chưa biết lai lịch của tám lão đầu kia chỉ cần tên nhân tộc đại đế kia bất cẩn sẽ cho hắn trả giá thật lớn sao có thể có chuyện đó chấn quân vương không dám tin thứ nguyên đại thiết các của mình chạm vào thân hình đối phương trong chớp mắt tan thành mây khói ngay cả một chút khác thường cũng không có thanh minh cổ chung thành thật một chút cho ta lâm phàm dùng pháp lực một lần nữa áp chế thanh minh cổ chung tiếng chuông đột nhiên vang vọng một tiếng cao hơn một tiếng ký linh bên trong thanh minh cổ chung đang điên cuồng chống cự cảnh giới của lâm phàm mặc dù không cao nhưng pháp lực lại vô cùng mạnh mẽ. Một chiêu đánh xuống, mênh mông như biển, làm cho người ta không thể chống đối. Bên trong động thiên, tề quân vương lửa giận ngập trời. Tên nhân tộc đại đế ghê tẩm kia, sao ngươi dám cướp bảo bối của bản vương, chết đi cho ta. Mặc dù đang ở trong động thiên, nhưng tề quân vương vẫn cảm nhận được tin tức do thanh minh cổ chung truyền đến. Thanh minh cổ chung là tuyệt phẩm đạo khí, thực lực của khí linh trong đó không yếu tự nhiên khi trong tay tên nhân tộc đại đế lại chống đỡ không nổi điều này làm tề quân vương sợ hãi nếu thanh minh của chung bị cướp đi hắn có thể xong đời nhân tộc đại đế lâm phàm ta với ngươi không chết không thôi tề quân vương tức giận gào thét sau đó hai mắt đỏ bừng khí tức ngập trời từ trên người phát ra ngươi giết chết bi quân vương liền cho rằng có thể giết chết bản vương ư nói cho ngươi biết cốt gác của bản vương không phải uy quân vương phế vật kia có thể so sánh. Thời khắc này, tề quân vương nổi giận đùng đùng, hắn không nghĩ đến động thiên của tên kia lại mạnh như vậy. Những sinh linh này bất tử bất diệt, còn có ngô đồng thần thụ, mỗi một lần quấn chặt hắn, đều sẽ hấp thu động thiên tinh bích, pháp tắc và nguyên thần của hắn. Thiên địa chi quan, họ cùng thiên tề, thiêu đốt, thiêu đốt. Ngay lúc này, khí tức tề quân vương thay càng thêm cuồng bạo, như một viên thiên địa thần đang lóng lánh bột phát ra thần quang đạo thần quang kia đi qua có vô số sinh linh bị phá diệt nhân tộc đại đế bản vương muốn đánh nát động thiên của ngươi trên viên thiên địa thần đan kia có một bóng người đang lơ lửng đạo thân ảnh này rít gào liên tục vừa lúc đó một màn làm tề quân vương hoảng sợ xảy ra tại sao lại thế này tề quân vương đột nhiên phát hiện thân thể mình bắt đầu run rẩy ánh sáng chói mắt của thiên địa thần đan không ngừng lấp lóe từ từ biến thành đỏ chót cái tên ngu ngốc nhà ngươi linh khí bên trong động thiên chính là ta biến ảo thành vào lúc này đại phàm ca chi linh bay ra rất bất đắc dĩ lúc tề quân vương tiến nhập động thiên đại phàm ca chi linh đã bắt đầu hóa thành linh khí lực lượng của đại phàm ca vô sắc vô vị thậm chí ngay cả tề quân vương cũng không biết mình đã hút phải món đồ gì đáng ghét trấn áp tề quân vương cảm nhận được biến hóa bên trong cơ thể sắc mặt biến đổi pháp lực vô biên trong cơ thể nỗ lực trấn áp cái khí tức cuồng bạo kia. Càng chống lại thì cổ linh khí không rõ kia càng cuồng bạo, trực tiếp rót vào linh hồn. Trong chớp mắt, cành cây ngô đồng thần thụ lập tức phóng ra, cuốn chặt tề quân vương. Đáng ghét! Đáng ghét! Tề quân vương cảm nhận sức mạnh trong cơ thể không ngừng giảm dần, những cành cây này đang hấp thu sức mạnh của hắn. Động thủ! Ha ha, rốt cục đến phiên bản Pháp Vương rồi lôi đình pháp vương cuồng tiếu lôi đình trường tiên đột nhiên bay ra đều chết cho ta tề quân vương hung uy tuyệt thế dù vào lúc này vẫn không từ bỏ chống cự a à. vừa đúng lúc đó sắc mặt tề quân vương đột nhiên biến đổi một luồng cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện trên mông sắc mặt biến từ đỏ biến thành trắng từ trắng thành xanh đây là chuyện gì tề quân vương nộ hống phi thiên xúc động hoa cúc tàn thừa dịp tề quân vương không chú ý phi thiên ẩn giấu trong động thiên lập tức bay ra trực tiếp nhắm ngay cái mông của hắn mà thông một cái lực xoáy cao tốc phá diệt tất cả ngay cả cổ tộc chí cao đều có thể đâm thủng không cần phải nói đến cúc hoa của tề quân vương long huyền huynh các ngươi kiềm chế một chút ta chưa dạy dỗ đã ghiền mà lôi đình điều giáo pháp vương kinh hải biến sắc nhưng hết thảy đã chậm ầm uhm, một tiếng nổ vang lên thân thể tề quân vương nổ tung hóa thành vô số huyết nhục viên thiên địa thần đang vết thương chồng chất bất cứ lúc nào đều có thể tan vỡ đáng ghét vô số máu thịt kia truyền ra tiếng trống giận dữ của tề quân vương đúng lúc này lại vô số cành cây từ ngô đồng thần thụ đâm xuyên vào những huyết nhục này điên cùng hấp thu động thiên tinh bích nguyên thần pháp tắc tất cả đều bị ngô đồng thần thụ hấp thu trong nháy mắt một cái cũng không sót lại a à, đối tượng dạy dỗ của ta lôi đình pháp vương nhìn tình cảnh trước mắt không biết nói gì hơn sau đó đau lòng hô to lộ vẻ bất đắc dĩ tàn nhẫn thật sự là quá tàn nhẫn thi cốt vô tồn tề quân vương đã chết bên trong động thiên thanh minh cổ chung nhất thời cảm giác được liên hệ giữa chính mình và tề quân vương đã gián đoạn lay động càng thêm kịch liệt Khí linh của Tuyệt phẩm Đạo khí có chỉ số thông minh không thấp, lúc này càng muốn phải thoát khỏi nơi đây. Muốn chạy ư? Lâm Phàm liên tục cười lạnh, bắt buộc phải có thanh minh cổ chung, làm sao để ngươi chạy trốn? Một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, phóng tới thanh minh cổ chung. Thanh minh cổ chung biết mình không phải đối thủ của tên nhân tộc kia, bởi vậy cũng chỉ một lòng chạy trốn. Tuyệt phẩm Đạo khí ta, chỉ kém một bước là có thể trở thành chí bảo, ngươi không thể phá hủy ta ta có cơ duyên của mình, khí linh trong thanh minh của trung trống lên, từng tiếng chung phá vỡ hư không, có ý trốn vào hư không. cơ duyên của ngươi là theo chân ta, lâm phàm làm sao có để nó chạy mất, bảo bối tốt như vậy, rất thưa thất a, à, bảo bối công kích linh hồn, nếu như thăng đến cảnh giới nhất định thì cực kỳ cường hãn. tại sao lại như vậy, thanh minh của trung đã thoát ly khống chế, chẳng lẽ tề quân vương đã chết? chấn quân vương nhìn một màn trước mắt mặt lộ vẻ hoảng sợ. Muốn đoạt thanh minh cổ chung, nằm mơ đi. Chấn quân vương không nghĩ nhiều, hai tay lập tức hành động, hư không chấn động. Từng tầng từng tầng hư không không ngừng gia cố, ngăn trở đường đi của lâm phàm, cho hắn không bắt được thanh minh cổ chung. Tà minh điện chủ, hồ hoàng, các ngươi còn muốn nhìn đến khi nào? Chấn quân vương nổi giận gầm lên, hai người này, thật sự quá ghê tởm tà minh điện chủ và hồ hoàng liếc mắt nhìn nhau sau đó lẫn nhau gật đầu thân hình đột nhiên lấp lóe phương hướng của hai không phải hướng lâm phàm mà là thanh minh của chung đang trốn vào hư không tà minh điện chủ hồ hoàng các ngươi sẽ chết không được tử tế chấn quân vương thấy cảnh này sắc mặt đại biến hắn không nghĩ đến hai người này lại tham lam bảo bối của cổ tộc ha ha chấn quân vương ngươi ngăn cản hắn cho chúng ta đi đối với tà minh điện chủ cùng hồ hoàng mà nói thực lực của tên nhân tộc đại đế kia chỉ hơi mạnh một chút, không nhất định có thể đánh bại hai người bọn họ. Bất quá, nếu như cướp đoạt chí bảo công kích linh hồn kia, vậy xem là kiếm bộn rồi. Cái tuyệt phẩm đạo khí này, không phải cổ tộc có khả năng luyện chế ra được. Hiện giờ, tình hình trận chiến, sớm làm tất cả mọi người võ đế tông trận mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ đến nhân tộc đại đế lại mạnh như vậy, lấy một địch bốn, không rơi xuống hạ phong tiểu tử này đến cùng gặp cơ duyên gì thực lực lại cường đại như thế vân tông chủ kinh ngạc tự hỏi tốc độ tiến bộ của hắn thật sự quá nhanh mới ba năm không gặp đã cường đại như thế nếu như cho hắn thêm một chút thời gian nữa không biết còn cường đại đến mức nào bất quá chuyện này cũng tốt lâm phàm càng mạnh mẽ đối với đại thiên tộc càng có lợi người của võ đế tông ngừng thở nhìn không chớp mắt tình huống trước mặt để bọn họ kích động Tám lão thần thiên vị tầng 10 đang giết ngàn vạn cổ tộc đến người ngã ngựa đổ, hoàn toàn nghiền ép. Đại quân cổ tộc đối với tám cái lão đầu, như kiến dưới chân, một cước xuống, là chết một đám lớn. Chấn quân vương đã bỏ chạy, dù có cứu viện chạy đến, cũng không cứu được nữa. Mẹ kiếp, các ngươi muốn cướp bảo bối của bản đế ư. Lâm phàm thấy hai người này, chạy đến chỗ thanh minh cổ chung. Lập tức nổi giận, nếu như để bọn họ cướp đi, Tiểu gia chẳng phải làm không công hay sao? Ầm ầm. Vừa lúc đó, một tiếng đổ truyền đến, Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, lập tức nở nụ cười. Thiên địa xung quanh sớm đã bị tám lão đầu phong tỏa. Thanh minh cổ trung tuy mạnh mẽ, nhưng muốn phá tan tầm cố do cường giả Vĩnh Hằng thần vị bày ra vẫn còn kém một chút. Bởi vậy, Lâm Phàm cũng không quan tâm hai người kia nữa, mà nhìn về phía chấn quân vương. Nhân tộc đại đế, lần này xem như cổ tộc ta nhận thua kết thúc ở đây có được hay không? Chấn quân vương lên tiếng hỏi. Đến lúc này rồi, ngươi nói có được hay không? Lâm Phàm nở nụ cười, chấn quân vương chẳng lẽ ngốc thật. Nói đến là đến, nói đi là đi, đây hoàn toàn không để mình ở trong mắt mà. Ngươi đừng càng rỡ, cổ tộc không phải dễ trêu đâu. Chấn quân vương nổi giận, hắn chịu thua không phải sợ Lâm Phàm mà vì thanh minh cổ chung dù là tuyệt phẩm đạo khí. Thế nhưng trong cổ tộc, được xem như chí bảo trân quý nếu bị tà minh điện chủ và hồ hoàng cướp lấy thật sự thiệt thòi lớn ha ha bản đế thích nhất là trêu chọc cổ tộc đến đây đi để ta xem cổ tộc không dễ trêu ở chỗ nào lâm phàm vừa cười vừa nói ngươi trong mắt chấn quân vương lập lòe hung lệ ngươi là thá cái gì nói phí lời với ngươi đủ rồi để ta nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì ngon thì nhào vô Lâm Phàm không nói thêm gì, trong nháy mắt liền ra tay. Đáng ghét. Chấn quân vương nổi giận gầm lên, đấm ra một quyền, hắn muốn một quyền oanh tên khốn nạn trước mắt thành mảnh vỡ. Cú đấm này ẩn chứa hung uy tuyệt thế, phản phất như một vị thượng cổ cổ tộc tức giận gào thét. Thiêu đốt đi, sức mạnh của ta. Chấn quân vương biết tên nhân tộc này có thực lực cực mạnh. Không dám khinh thường, trực tiếp thiêu đốt vô tận thánh dương đan. Trong chớp mắt, một cổ sức mạnh cùng bạo đột nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Lâm Phàm nhìn chấn quân vương thiêu đốt mấy ngàn vạn thánh dương đan. Trong mắt lộ vẻ vui mừng, gặp đại gia rồi, tên chấn quân vương kia thật sự mỏ vàng nha. Thân thể mình có cường độ của cường giả thiên vị thần tầng 8 thiên địa thần đan. Nhìn cú đấm này tuy mạnh mẽ, nhưng Lâm Phàm chắc chắn có thể đỡ được. Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, hư không sau lưng có chấn động nhẹ lập tức có một cổ khí tức kinh khủng từ trong đó thẩm thấu ra. Mẹ kiếp, tên này chơi đẻo. Lâm Phàm hơi nhướng mày, đồng thời nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của chấn quân vương. Đột nhiên một cái đấu chiến thần tiễn đâm thủng hư không, xuất hiện sau lưng Lâm Phàm Lúc này Lâm Phàm mới phát hiện ra, số thánh dương đang mà chấn quân vương vừa mới thiêu đốt không phải gia trì trên thân hắn, mà gia trì trên bảo bối này. Mấy ngàn vạn thánh dương đang thiêu đốt, để bảo bối này hoàn toàn cuồng bạo không nghĩ đến này đấu chiến thần tiễn cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, bất quá nếu như bị đấu chiến thần tiễn cuồng bạo này đâm trúng, dù là cơ thể chính mình, không nhất định có thể đỡ được. Lâm Phàm xoay người, một quyền đánh vào mũi nhọn của thần tiễn. Một cổ sức mạnh cuồng bạo bạo phát ra. Dưới một quyền này, đấu chiến thần tiễn đột nhiên đung đưa, bạo phát sức mạnh cường hãn hơn. Ta nuốt. Phía sau Lâm Phàm, hình bóng của côn bằng thoáng hiện, miệng mở lớn. Không chút do dự nuốt đấu chiến thần tiễn vào bụng. Nhân tộc đại đế, ngươi dám nuốt bảo bối của ta, ngươi tự tìm đường chết. Chấn Quân Vương nổi giận, điều khiển thần tiễn, chém giết tất cả. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt hắn đại biến, hắn phát hiện, đấu chiến thần tiễn bị cái gì đó chế trụ, căn bản không thể động đậy được. Súc Sinh, ngươi đã làm gì? Chấn Quân Vương giận dữ hỏi. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, một cước đá ra, Hắc hổ đào tâm, hủy diệt chi cước. Một đôi nắm đấm to lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt chấn quân vương. Ngươi muốn chết? Chấn quân vương vỗ ra một chưởng, đánh vỡ nắm đấm từ hư không. Vừa lúc đó, một con cái chân khổng lồ theo một đường quỷ dị hướng về hán của hắn đá tới. Thôi chết mẹ em rồi các chế ơi. ầm. Uhm. Lâm Phàm biết tứ đại tà thuật của mình dịu dụng vô cùng, vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là xoay chuyển càng không cùng hủy diệt chi cước, càng khủng bố hơn. Thậm chí, theo Lâm Phàm chúng nó đã không phải còn là công pháp tầm thường. Chấn quân vương sau khi né được tất cả công kích của Lâm Phàm định điên cuồng cười một tiếng. Nhưng trong chớp mắt, hắn cảm giác lông tơ mình đột nhiên dựng hết cả lên. Như có một cổ sức mạnh kinh khủng đang hướng về mình. Trong chớp mắt, phong vân biến sắc, trời long đất lở đối với chấn quân vương thì toàn bộ thế giới dường như bể nát một luồng cảm giác ưu thương bao phủ trong lòng không cách nào tự kiềm chế được cái cảm giác này cái cảm giác này a à. mặc kệ thực lực chấn quân vương mạnh mẽ bao nhiêu thế nhưng vào lúc này cũng trống lên một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vô cùng ẩn chứa trong đó vô cùng bi ai đau vô cùng đau chấn quân vương hai mắt đảo lia lịa hai tay bưng lấy đũng quần làm sao có khả năng nơi này của bản vương đã sớm tu luyện đến kim cương bất hoại sao còn đau như vậy chấn quân vương không nghĩ ra cũng không muốn nghĩ bởi vì loại cảm giác đau đớn này thật sự không cách nào nhịn được a à. lâm phàm nhìn dáng dấp của hắn cười nhạt một tiếng tình cảnh thế này hắn đã xem rất nhiều rất nhiều lần tuy sớm thành thói quen nhưng khi thấy hình dạng của chấn quân vương hôm nay lâm phàm không khỏi nở nụ cười chấn quân vương cảm giác làm sao còn cảm giác hay không lâm phàm lạnh nhạt hỏi ngươi đến cùng đã làm gì với ta chấn quân vương thân là cổ tộc tuy không cảm thấy đau đớn thế nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện từng luồn từng luồn cảm giác đau đớn như sống giữ mãnh liệt sống sau mãnh liệt hơn sống trước rất rõ ràng ta chỉ đá đủng quần ngươi một cước thôi lâm phàm cười một tiếng đối thủ đã mất sức chiến đấu. Chỉ còn tà minh điện chủ cùng Hồ Hoàng, hai người này, họ đang đấu với thanh minh cổ chung. Hai người kia ai cũng không muốn đối phương đến gần cổ chung, bởi vậy trong từng chiêu thức, ẩn chứa sát cơ vô hạn. Đê tiện, vô liêm sĩ. Chấn quân vương cảm giác nước mắt mình sắp chảy xuống. Đường đường là cổ tộc đỉnh thiên lập địa, lại chảy nước mắt. Nhưng bây giờ, hắn thật sự rất đau, rất đau. Đau đến sắp không chịu được từng trận từng trận ưu thương truyền vào đầu pháp lực đang nỗ lực vận chuyển nhằm ngăn chặn loại cảm giác đau đớn này tuy nhiên lại không có tác dụng nào theo cảm giác đau đớn càng ngày càng lớn chấn quân vương không cách nào nhịn được hai tay bưng đũng quần lăn lộn dưới đất trên đầu tóc đen nhánh kia có từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu ào ào chảy ra nhân tộc đại đế người chết không được tử tế a à. chuyện như vậy chấn quân vương chưa bao giờ gặp phải cũng chưa bao giờ có cường giả nào ra chiêu đê tiện như thế. Ai lại ngờ tên nhân tộc đại đế kia lại sử dụng loại chiêu thức đê tiện này lô hỏa thuần thanh như vậy? Chuyện gì xảy ra? Chấn quân vương sao lại nằm trên đất hét thảm? Không biết a, à, vừa rồi trong hư không có một cái cẳng chân đột nhiên xuất hiện, sau đó chấn quân vương đã trở thành như vậy. Cái này nhất định tuyệt chiêu của nhân tộc đại đế, không nghĩ đến chỉ dụng một chiêu đã có thể đánh bại chấn quân vương, thật sự đáng sợ. Ồ, còn tà minh điện chủ cùng Hồ Hoàng vẫn còn đang tranh cướp bảo bối kìa, nhân tộc đại đế sao không ngăn họ lại. Gấp cái gì, không thấy ngài đang rất bình tĩnh sao? Nhất định sẽ trừng trị bọn họ. Có đạo lý. Vân Tông chủ có chút lúng túng, một cước vừa rồi hắn nhìn rất rõ ràng. Chấn quân vương chính bị một cước này đá vào lão nhị. Càng để Vân Tông chủ có chút không nghĩ ra là. Cường giả giống chấn quân vương, thân thể sớm tu luyện đến cảnh giới nhất định, làm sao có khả năng bị đau như vậy? Chẳng lẽ một cước vừa rồi có huyền cơ? Tông chủ võ đế tông, võ hà, sắc mặt đỏ ửng, nội tâm kích động dị thường. Hắn không nghĩ đến, tình huống sẽ biến thành như vậy, ngàn vạn cổ tộc đại quân mênh mông như biển lại bị chém giết hơn nữa. Quy quân vương chết. Tề quân vương chết. Bây giờ ngay cả chấn quân vương cũng cách cái chết không xa. Cho tới lúc này, tà minh điện chủ cùng hồ hoàng đã không phải vấn đề gì lớn nữa rồi thời điểm này coi như không có nhân tộc đại đế bọn họ cũng có thể chống đỡ được hai người kia mặc dù không chắc có thể chém chết hai người thế nhưng đánh đuổi lại không thành vấn đề nhân tộc đại đế rốt cuộc là thiên kiêu bực nào nhìn tuổi tác không lớn nhưng lại nắm giữ thực lực cỡ này thật sự quá kinh khủng chấn quân vương à bây giờ cũng không còn sớm ta nên tiễn ngươi lên đường rồi Lâm Phàm cười lạnh nói. Chém tề quân vương xong lấy được kinh nghiệm không ít. Nếu như chém thêm chấn quân vương, kinh nghiệm có thể tăng hơn phân nữa. Tuyệt phẩm đạo khí đấu chiến thần tiễn bên trong động thiên, đã được bọn bựa nhân trong kia phân chia xong. Bên trong tuyệt phẩm đạo khí, ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Sau khi được phân chia, càng gia tăng sức mạnh động thiên. Đặc biệt là các loại bảo bối như yêu thành, phi thiên, càng mượn tuyệt phẩm đạo khí, ngộ ra ít pháp tắc, đối với sự tiến cấp sau này có trợ giúp rất lớn. Súc sinh, ta không giết ngươi thề không làm cổ tộc. Chấn quân vương tức giận gầm thét, nhưng giờ khắc này hắn muốn cũng không thể động. Lâm Phàm lập tức cướp sạch mọi thứ trên người hắn. Một chiếc nhẫn trữ vật, Lâm Phàm mở ra xem, gật gật đầu hài lòng. Hơn một ức thánh dương đang không tính quá ít, thêm vào thánh dương đang của mình thì đã có hơn 2 tỷ. Tuy nghe qua rất nhiều, nhưng mỗi lần cùng bạo, đều phải tiêu hao một lượng lớn thánh dương đan chấn quân vương oán hận nhìn lâm phàm gương mặt dữ tợn khiến người nhìn đều lòng sinh sợ hãi tiểu súc sinh ngươi muốn giết ta ngươi cũng phải trả giá thật lớn bản vương muốn ngươi mãi mãi không có chỗ ẩn thân bản vương muốn người bên cạnh ngươi từng người từng người đều chết trước mặt ngươi bản vương nguyền rủ ngươi nguyền rủ ngươi chết không tử không tế huyết tế vừa lúc đó thân thể chấn quân vương hiện ra một đạo hồng quan quỷ dị máu tươi trong thất khiếu trào ra. Những giọt máu tươi này như có linh tính, không ngừng giải dụa, hình thành một phù văn quỷ dị. Vân Tông chủ thấy cảnh này, sắc mặt kinh hãi. Lâm Phàm, cẩn thận đó, đó là huyết tế bí thuật của chấn quân vương, nếu như bị máu tươi nhiễm lên. Từ nay về sau, mặc kệ trốn ở nơi nào, đều bị cổ tộc cảm ứng được. Ha ha, chậm, hết thảy đã chậm, tất cả các ngươi mọi người chôn cùng bản vương chí cao đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi chấn quân vương cuồng tiếu nụ cười vô cùng khủng bố tất cả mọi người thì sắc mặt đại biến mặc kệ ẩn giấu ở đâu đều sẽ bị cổ tộc phát hiện có nghĩa là từ đây không còn chỗ trú thân bại lộ ở trước mặt cổ tộc chẳng khác gì nắm chắc cái chết chết đến nơi còn dám tác quái cũng được hôm nay ta để ngươi biết ngươi cái gì mới là huyết tế đối với bản đế mà nói nó có tác dụng cái rắm ấy Lâm Phàm sải bước ra, xuất hiện trước mặt Quy Quân Vương. Huyết Hải Ma Công, trong nháy mắt vận chuyển. Tinh huyết của ngươi, ta thu. Không. Chấn Quân Vương không nghĩ đến cái tên nhân tộc này có thực lực mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là về phương diện pháp lực, càng khổng lồ liên miên không ngớt, mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Dù là hắn cũng không dám nói có thể áp chế đối phương ở phương diện này. Nhưng nếu như muốn giết hắn, không phải dễ dàng như vậy. Để chấn quân vương kinh ngạc chính là Thủ pháp của thằng này quá nhiều Không biết tận cùng Chỉ một cước bình thường lại có uy lực như vậy Một cước có thể khiến đối phương mất sức chiến đấu Thần kỹ bực này Coi như chí cao đại nhân cũng không có Huyết hải ma công như một con quái vật khát máu to lớn vậy Không ngừng hấp thu tinh huyết của chấn quân vương Ngươi, tên súc sinh này Chấn quân vương phát hiện tinh huyết của mình liên tục bị đối phương rút lấy, nhưng mình lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Huyết Hải Ma Công đã lâu không có tiến cấp, bây giờ tích lũy đầy đủ chính là thời điểm để biến hóa. Ken, chúc mừng Huyết Hải Ma Công, kinh nghiệm tăng cường 100.000. Ken, chúc mừng Huyết Hải Ma Công, kinh nghiệm tăng cường 100.000. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục, Lâm Phàm cảm thụ được Huyết Hải Ma Công không ngừng mạnh mẽ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chấn Quân Vương là cường giả thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, mỗi một giọt tinh huyết đều là bảo bối cực kỳ quý giá không giống như tên uy quân vương kia được bí pháp mạnh mẽ tăng lên nếu như thần thiên vị tầng một pháp lực cảnh có thể luyện hóa một giọt tinh huyết này thì trong nháy mắt sẽ tiến nhập lĩnh vực cảnh đây là phương pháp một bước lên trời ông ông đúng lúc này lâm phàm phát hiện động có biến hóa trong động thiên bát ngát kia có một huyết hải mênh mông vô bờ không ngừng hình thành trong biển máu ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ mỗi giọt máu tươi đều có sức mạnh hủy diệt ken Chúc mừng huyết hải ma công thăng cấp. Ken, huyết hải ma công tầng 10. Ken, huyết hải bất diệt, thân ta bất diệt. Lâm Phàm đột nhiên mở mắt, thì thào. Không nghĩ đến sẽ luyện hóa ra cả một huyết hải. Tới lúc này, thân thể chấn quân vương vì mất đi toàn bộ tinh huyết nên khô quắt lại, trong cơ thể một tia pháp lực cũng không có. Huyết hải ma công ngày càng khó thăng cấp, giúp nhiều cổ tộc như vậy mà giờ mới thăng cấp, cái này tốn máu quá lâm phàm từ hạ giới phi thăng lên cổ thánh giới một đường chém giết không biết bao nhiêu cổ tộc đến bây giờ mới khiến huyết hải ma công đang thiếu hụt kinh nghiệm được bổ sung tăng lên tầng thứ 10. huyết hải quá mức âm trầm lâm phàm búng ngón tay một cái một đám lửa nhẹ nhàng phiêu phù trong động thiên sau đó đi vào biển máu ầm trong chớp mắt huyết hải bạo động khí tức âm u vô biên voi tận không ngừng bốc hơi cuối cùng tiêu tan ken công kích chém giết chấn quân vương thần thiên vị tầng 8. Ken, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 800.000. Chấn quân vương chết rồi. Ba đại quân vương cổ tộc đã chết, chúng ta được cứu rồi. Thời khắc mọi người trong võ đế tông nhìn thấy chấn quân vương biến thành tro bụi, từng người từng người vui mừng ra mặt. Trước kia khi đại quân cổ tộc kéo đến, bọn họ bị dọa sợ đến nỗi không biết làm gì, nhưng tình huống hiện giờ xảy ra biến hóa làm bọn họ không thích ứng kịp. Ha ha lấy được rồi, thanh minh cổ chung là của ta. Vừa lúc đó trong hư không truyền đến một tràng tiếng cười. Tà Minh điện chủ, đây là do bản hoàng lấy được, như vậy nó thuộc về bản hoàng. Hồ Hoàng mừng rỡ cười lớn, trải qua một phen tranh đấu, sau cùng bảo bối này bị hắn khống chế. Ngay cả khí linh trong đó cũng bị Hồ Hoàng trấn áp. Sắc mặt Tà Minh điện chủ âm trầm, cực kỳ khó coi, hắn chỉ thiếu một chút, còn kém một tí tẹo nữa thôi là đoạt được. Cái này không thuộc về ngươi, mà nó là của ta." Lâm Phàm nhìn hai người trong hư không cười nói. Thanh âm này vang lên đánh thức hai tên đang ảo tưởng. Đặc biệt, khi bọn họ nhìn thấy chấn quân vương bị tên này chém giết, vẻ mặt càng biến sắc. Hồ Hoàng ổn định tâm thần nói: "Bảo bối này đã là của bản hoàng, các ngươi đừng mơ tưởng nữa." Thân hình Hồ Hoàng hơi động rồi tiến vào hư không, đối với Hồ Hoàng hiện giờ, lúc này không chạy thì đến khi nào? lâm phàm lắc đầu nhìn tên ngốc kia làm trò quả nhiên không bao lâu sau âm thanh kinh ngạc truyền đến nơi này bị phong tỏa không ra được đáng chết thân ảnh hồ hoàng lần nữa xuất hiện chỉ là lần này sắc mặt cực kỳ khó coi tà minh điện chủ nghe lời này sắc mặt biến đổi cảm thấy có gì đó không ổn chủ nhân tám đại cường giả sau khi giết sạch ngàn vạn đại quân cổ tộc quay trở lại đứng sau lưng lâm phàm chạy tiếp tục chạy đi sao không chạy nữa? Lâm Phàm trôi nổi trong hư không, lạnh nhạt nói. Nhân tộc đại đế, ngươi thật muốn đuổi cùng giết tận sao? Hồ Hoàng ngưng mắt nhìn Lâm Phàm không phải hắn sợ Lâm Phàm mà sợ sệt tám lão đầu sau lưng hắn. Khí tức của bọn họ rất cường hãn nếu như động thủ, chỉ sợ sẽ bị thuấn sát trong nháy mắt. Vân Tông Chủ, chuyện này không có quan hệ gì với ta hãy để ta đi đi. Tà Minh Điện Chủ nhìn Vân Tông Chủ, nói. Hắn biết nhân tộc đại đế này là một người điên, cả quân vương cổ tộc cũng dám giết, đương nhiên không để bọn họ vào mắt. Thế nhưng, nếu để vân tông chủ mở miệng vậy thì có thể có một chút hy vọng sống sót. Các ngươi có phải? Mất trí hay không, sinh tử của các ngươi nằm trong tay bản đế, có quan hệ gì với vân tông chủ chứ? Lâm Phàm cười nói. Đối với kế vạch của tà minh điện chủ sao hắn có thể không biết? Ngươi! Tà Minh Điện chủ thấy nhân tộc đại đế dám bắn hắn, sắc mặt giận dữ, nhưng lại ẩn giấu trong nháy mắt. Nhân tộc đại đế, ngươi muốn thế nào? Tà Minh Điện chủ nói. Ngươi không nên hỏi ta muốn thế nào, con trai của ngươi bị trí cao giết chết ngươi lại tìm ta báo thù, ngươi còn hỏi ta định làm thế nào, chẳng lẽ ngươi bị ván đầu? Lâm Phàm cười nói. Ta không báo thù nữa. Tà Minh Điện chủ vì cái mạng nhỏ của mình nên chuyện kia không tính toán nữa. Thế nhưng, chỉ cần hắn có thể thoát ra ngoài, nhất định sẽ đuổi giết tiểu súc sinh này. Ha ha! Lâm Phàm nở nụ cười sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Hồ Hoàng. Hồ Hoàng đưa thanh minh cổ chung ra đây. Hồ Hoàng nhìn Lâm Phàm trong lòng vạn phần không muốn, vẻ mặt do dự, bảo bối cứ như vậy chấp tay trao người, trong lòng hắn không phục. Nhân tộc đại đế, bản hoàng đồng ý lấy đồ vật ra để trao đổi. Hồ Hoàng nghĩ hồi lâu trả lời tiên sư nó đã cho thể diện còn không biết lại dám trả giá lên cho ta đánh tàn phế hai người này sau đó xách bọn chúng đến đây lâm phàm không muốn nói nhiều nếu tự mình động thủ thì có chút phiền phức nhưng để đám lão quái sau lưng ra tay thì lại khác vâng chủ nhân tám lão đầu gật đầu xông về tà minh điện chủ và hồ hoàng nhân tộc đại đế ngươi chớ quá mức sắc mặt hai người đại diện thốt lên không bao lâu sau, hai người như hai con chó chết bị tám lão đầu ném trước mặt Lâm Phàm. Thật mạnh. Vân Tông chủ thấy cảnh này, tâm thần rung động. Hắn không biết tám lão đầu mạnh thế nào, nhưng giờ hắn đã hiểu, bọn họ là cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị hàng thật giá thật. Hai người Tà Minh Điện chủ và Hồ Hoàng Liên thủ cũng không địch lại. Lâm Phàm vuốt vuốt cổ chung trong tay, sau đó thu vào túi trữ vật. Nhân tộc đại đế, đừng có giết ta van cầu ngươi thả ta ra, tha cho ta lần này đi. Tà Minh Điện chủ hoảng sợ van xin. Hắn không nghĩ đến tám lão đầu này lại mạnh như vậy, vừa xuất thủ đã chế phục hai người họ, cả một chút phản kháng cũng không có. Lâm Phàm sao có thể bỏ qua cho hai người này, bất quá, cùng lúc đó thần sắc Lâm Phàm cứng lại, chỉ thấy trong hư không có một bàn tay khổng lồ dơ lên cao rồi xoạch một cái, xé rách cấm chế hắn bày ra. Theo sau đó là tiếng nổ ầm ầm. Nhân tộc đại đế, việc này là do tà minh sai hãy cho bản tôn chút mặt mũi, thả hắn đi. Vừa lúc đó, lại có một âm thanh từ trong hư không truyền đến. Nhân tộc đại đế, ta là lão tổ hồ tộc, xin cho ta chút thể diện, việc của cháu ta đến đây là kết thúc đi. Lâm Phàm chấm chấm chấm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.